Xin chào các bạn, hôm trước thì mình đã đi tới cái lỗi Y0A0 rồi. Thì hôm nay tiếp theo lỗi Y0A0 là lỗi một series nữa đó các bạn. Y200, Y210, Y300, Y330, Y3C0. Thì Y200 thì nó là K1, cái giá K1 nha các bạn. Y210 thì cái giá K2, 300 thì K3, 330 thì K4. E3C0 là LCF, LCF là cây thông các bạn. Lỗi này là giấy nó không có đạt cảm biến, tức là giấy nó chạy tới con sensor đó rồi, nhưng mà nó không, sensor nó không nhận được giấy, hay là nó không có tín hiệu nên nó báo lỗi cái giấy. Thì đây, nó ở đây thì trong này nó có nói kiểm tra, thì kiểm tra con registration sensor. Bước đầu tiên thì kiểm tra con registration sensor, kiểm tra con sensor đó này, có thể là mình biết nó nằm chỗ nào, mình mở ra vệ sinh, kiểm tra kết nối này kia, hoặc là mình chết bằng cách là mình vào 03, vào 03 nha các bạn. Ở đây nó có đề này, cách chết này, thì cái này mình cũng nói video nào mình cũng nói hết á, vào cách vào 03 thì chết. Đó là biết sensor đó nó như thế nào, có mất kết nối, có còn sống hay đã chết. Sau khi kiểm tra con registration sensor này rồi mà nó ok, nó không vấn đề hết, không đứt dây, không bám bụi, hay không bị dính giấy, hay là không bị trật cái lò xo gì đó, đặt cho đúng chỗ chứ thì mình kiểm tra tiếp theo. nè Mình kiểm tra tiếp theo là tới đó chưa rồi Intermediate đúng chain rồi con đứng lên đi nè cái box sensor. rồi đứng Cái con này là ôm nhẹ lên cũng con sensor luôn. nè cha Thì để mình cho các nó không có code chết các bạn. Nó không có chết, nó còn vô 03 rồi chết. Đó, rồi nói chung cũng kiểm tra như con sensor bên trên kia. Mình kiểm tra kỹ càng như vậy luôn. Thì để mình cho các bạn biết là hai con sensor nó nằm chỗ nào ở trong cái máy. Thì đây mình có lưu hình, lưu hình gì hình đây, sensor này, con sensor này nó nằm ngay cái ngay đây nha các bạn. Nó có giống ốc tháo ra này, cái miếng này á, cái cụm này là nó nằm mình mở bên hông, cửa bên hông ra nó có cái một, cái hai, cái ba, cái bốn, trên cái bốn là một cái cụm đấu giấy, trên đi cụm đấu giấy nữa, thì dưới cái này là nằm dưới con rơm đó. Nó chỗ này là hay bụi ghê lắm, bụi giấy, bột giấy rồi hay rớt xuống cái cụm này. Rồi các bạn tháo cụm đó ra là con sensor sensor nằm ngay đó, kiểm tra kết nối, kiểm tra này kia đó. Nó mà ổn thì kiểm tra tới 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 tiếp tới con kia, còn intermediate trên bọc sensor đây, bên đây đây đây, để mình alo mình cho coi con kia luôn. Con kia là nó nằm ngay chỗ cái cụm trên bốn khe giấy, cái cụm đeo giấy các bạn, đó nó nằm ngay đó, tháo ra là thấy à. Đó, đây mở hình tổng lên các bạn xem. Đây con này, con này các bạn đó rồi. Được. Bên 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 rồi, bên nào rồi, bên nào rồi, upper bit, upper bit, bên lên đây. Nó này các bạn, đây là con registration sensor đó, nó nằm ngay đây. Cái miếng đó khi mình tháo ra, cái miếng này là nó nằm dưới cụm rơm này đó. Tháo miếng nó ra là con sensor nằm trong cái cụm đó, còn con này là ngay chỗ trên bốn cái khe giấy, cái cụm trên bốn cái giấy đó, là có con này là con intermediate trên trên mặt sensor đó. Con này là con chiếm đối, con sensor chiếm đối, nó kiểm tra hai con đó thôi, là
chủ yếu là bị hai con đó. Và tiếp tục rồi kiểm tra hai con đó xong rồi. Con nha. Đi nha. Đi nha. Rồi, chạy nó mất xác rồi. Đây không không. Ê không không. Rồi. Nhưng đó là tới chân bọc motor. Chân bọc motor. Đây, mình mở cho các bạn xem cái con chân bọc motor luôn. Thì con chim mọc của tôi nó không có chết, nó không có cốt vào 03 này. 113 là chết, 183 là dừng, bấm dừng lại. Đó. Đây các bạn. Đây. Con đó là con nằm. Này các bạn, con motor này này. Đó. Kiểm tra motor này. Đó, kiểm tra motor đó. Nó nằm ngay đó nha các bạn. Rồi sau khi kiểm tra hết mấy đó rồi mà không hết thì mình kiểm tra tiếp tới bo lô cái cạc. Kiểm tra bo lô cạc thì cụ thể là mình kiểm tra cái giắc CN341, kiểm tra nó bị hơi giắc hay không, chắc nó bị gắn chưa sát hay là lâu ngày nó bị gì đó nó bật ra. Sau khi giắc mà không hở thì kiểm tra tới đường dây của nó là nó bị đứt dây nào hay chuột cắn dây nào hay không đó. Sau khi kiểm tra hết mấy cái đó rồi vẫn không được thì mình mới kiểm tra lại này. Đó là nó có nói này, kiểm tra lại bánh, kiểm tra lại cái nhông này, nhông sấy nè các bạn, kiểm tra lại nhông sấy rồi kiểm tra lại các nhông mà nó ví dụ như mà nhông nó quay mấy cái như nó quay cụm con trên con registration sensor á, là mình kiểm tra là hết máy nhông nó có bị bế không, rồi kiểm tra tại rulo trên rulo dưới nó có bị dính hay là rách này kia nó vẫn báo đó. Đây tóm lại là một số cái đây, nó mà không được thì relay rigid trên gì sensor, còn trên bọc sensor, trên bọc motor logic card bo rulo đó, một số cái như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh để mình ra nhiều video tiếp theo. Các bạn thấy có hay thì bạn theo dõi, đến lúc nào đó thì các bạn cũng cần như vậy. Video tiếp theo thì mình sẽ đi tới cái loại E220, E310. Chào các bạn.